Chào quý nhà đầu tư, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau trong bản tin thị trường hàng hóa cho ngày 26 tháng 10 của FTV Hàng hóa 24. Mình là Quang Linh thuộc phòng phân tích đầu tư, công ty cổ phần đầu tư và công nghệ FTV. Theo MXV, đóng cửa ngày giao dịch hôm qua, lực mua tiếp tục chiếm ưu thế đối với hàng hóa nguyên liệu thế giới, giúp chỉ số MXV Index có phiên tăng thứ hai liên tiếp đạt 2.451 điểm, cao hơn 0,93% so với ngày trước đó. Mặc dù diễn biến trái chiều khiến sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá Tuy nhiên, đà tăng mạnh của một số mặt hàng như thuộc nhóm năng lượng thì có khí tự nhiên tăng 7,96% hay bông tăng 3,07% giúp thị trường có sự khởi sắc đáng kể. Giá trị giao dịch toàn sở ổn định ở mức 4.300 tỷ đồng cao hơn 2% so với mức trung bình tháng 10. Trong khi đó, ở nhóm nông sản, chủ yếu là diễn biến dòng co Riêng nhóm đậu tương thì có nhịp hồi phục tương đối đáng kể, điển hình là khô đậu với mức tăng 1,69% và đóng cửa tại mức 415,6 đô trên tấn. Trong khi đó ở nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá cà phê Robusta tiếp tục giảm do triển vọng về nguồn cung. Điểm nhấn ngày hôm qua là mức hồi phục 3,07% và giá cuối phiên đạt 78,47 sen/pound của bông. Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến những nhận định và khuyến nghị của ngày hôm nay ngày 26 tháng 10 ở nhóm nông sản thì họ đậu đang có sự tăng trưởng khá tốt dự kiến sẽ tiếp tục tăng tốt trong tuần này vùng 1.400 vùng 1 của đậu tương giá có thể phản ứng nhẹ trước khi tăng tiếp hiện tại thì giá đậu tương vẫn dao động cho cái biên độ 1358 đến 1.400 tuy nhiên với cấu trúc tích lũy nến đang được hình thành thì khả năng 1.400 không còn là cái kháng cự cứng ở khung ngày đối với giá đậu tương nữa Khô đậu thì đang có phản ứng giá tiêu cực tại cái vùng giá 46 Tuy nhiên thì với việc đậu tương đang hồi phục mạnh và tiếp cận cái kháng cự khung ngày một cách tích cực như vậy Thì những cái lệnh bán trong tuần này thì tỷ lệ thắng sẽ không cao Trong các, trong các ngày từ đây đến cuối tuần chúng ta sẽ ưu tiên lướt theo chiều mua khi đi theo sóng chính của nhóm nông sản trong khi đó thì mặt hàng ngô xuất hiện cụm nến tích lũy tạo đáy nền rất là đẹp. Tại cái vùng giá 680 đến 685 này thì chúng ta có thể canh mở những cái lệnh mua đối với đối với ngô à, đối với những cái lệnh mua này chúng ta sẽ target tối thiểu là ở cái vùng đỉnh cũ 700 hoặc đường cạnh trên của cái kênh giá này quanh vùng giá 715 đến 720. Ở nhóm nguyên nguyên liệu công nghiệp thì ở, nh ở nhóm nguyên liệu công nghiệp mặt hàng đường phiên hôm qua thì mặt hàng đường ở cái khung thời gian H4 đã có hai cây nến màu xanh ở khung thời gian H4 và rút dầu rất là đẹp tuy nhiên thì vào cuối phiên thì giá ngay lập tức giảm trở lại à, điều này chứng tỏ là cái vùng này thì chưa phải là cái vùng đáy đối với mặt hàng đường này hiện tại thì đối với đường thì chúng ta sẽ quan sát thêm và chúng ta sẽ chưa vào lệnh mặt hàng tiếp theo thì mặt hàng cốt tông mặt hàng cốt tông thì hồi phục đúng như chúng ta dự kiến quý anh chị những ai mà theo cái khuyến nghị của mình mua cái vùng giá 76 này thì đã có mức lợi nhuận tương đối là tốt tại đây thì chúng ta có thể cân nhắc là chốt lời hoặc là rời stp lên hoạt vốn để có thể gồng lời được đối với lệnh này Cà phê Robusta thì hôm qua đã có một nhịp chạm về cái vùng mua mà mình đã phân tích trong cái video ngày hôm qua, đấy là vùng 1340 đến 13 13 1930 đến 1940. Ngày hôm nay thì khi giá có những cái nhịp di test lại cái vùng đáy này thì mình có thể vào lệnh. Đây là một cái lệnh mà bắt đáy tại cái khung thời gian lớn, cụ thể là khung thời gian ngày. Do đó STP anh chị có thể đặt xa một chút, đặt dưới vùng 1900, 19 1899. Thì trên đây là những cái quan điểm nhận định và cái kế hoạch giao dịch của mình cho cái phiên giao dịch ngày 26 tháng 10. Rất mong là sẽ cung cấp những cái thông tin hữu ích giúp quý anh chị đầu tư hiệu quả và kiếm lợi nhuận ổn định. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ngày mai.